Nữ lãnh đạo phát triển kinh doanh trong thời đại số và trách nhiệm xã hội là chủ đề nóng được thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam 2019. Đây cũng là đêm vinh danh top 50 nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. Tại diễn đàn nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam 2019, các diễn giả cho rằng bên cạnh việc phát triển kinh doanh trong thời đại kinh tế số, thì nữ lãnh đạo còn phải nhận thức được những trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. 50 nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu được vinh danh với các tiêu chí có đóng góp cho các hoạt động xã hội, có ý thức xây dựng và gìn giữ hình ảnh bản thân, có ý thức và nỗ lực cho sự bình đẳng của phụ nữ trong thời đại mới, có xu hướng phát triển và mở rộng kinh doanh toàn cầu. Đây cũng là cơ hội kết nối giao thương với hơn 500 nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Sự kiện do Mạng lưới Nữ lãnh đạo quốc tế tại Việt Nam và Công ty Truyền thông Nam Hương tổ chức.